kling. Và cái ha là bánh, tay kling là Ấn Độ, thường thường là bánh là của người Chà. Đó, bánh này là chỉ người ta chỉ làm trong dịp đám cưới hay là lễ lọc đó, người ta hay làm. Nó rất là đơn giản, chỉ có bột, trứng và dầu để chiên lên, rồi đường để mình ngào lên vậy thôi. Thường á là người ta cái đường cát trắng á, người ta để nước vô tới người ta đợi cho nó chảy ra để thành bột. Ở đây á mình không có làm vậy mà mình mua bột sẵn, cái đường bột sẵn thì mình ngào vô, mà phải để cho nó nguội mới ngào được nha. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, hôm nay mình muốn làm cái này để làm kỷ niệm, ăn bánh uống nước trà chỉ trong nhà thôi. Thì á mình có làm một cái clip cho mấy bạn để coi. Là thành phần nửa ký bột, hai trứng hột gà và nước cho chút xíu muối, rồi trộn đều nhau. Trộn xong rồi tí mình cán bánh cho nó mỏng, cán xong tí mình cắt cái dạng hình tứ giác chéo chéo vậy nè, đó hình chữ nhật á mà dạng chéo vậy nè. Rồi tí mình chiên lên, chiên xong mình để cho nó nguội, nguội xong mình mới ngào được cái đường.